Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại trên channel của mình. Ngày hôm nay vẫn như mọi hôm thôi, lại tiếp tục mình lại solo The Quest và mình lại tiếp tục nhảy cảng. Nói chung là có thằng này đây này, từ anh em ơi. Nói chung là những cái khu vực cảng như thế này thì mình nhảy vào thì cũng đúng thôi. Tại vì là trong này thì luôn luôn là có người này, thanh niên này lo do ở đây này. Những cái khu vực như thế này thì luôn luôn là đông người, và đông người thì chắc chắn là bắn nhau sẽ là gọi là tuét là loe rồi. Anh em thì cũng rất thích xem mà thôi, gạt luôn anh em ạ. Đi một mình nên là mình cứ ăn mạng nào là mình xào luôn mạng đấy. Hay đây, nhưng mà sao lại có một mình thôi nhở? Chỉ có một mình thôi. Thế như mình nghe thấy có tiếng gì đó. Mày đang giấu cái gì đó? Chắc nghe lộn rồi anh em. Bây giờ thì mình sẽ có phải ông ta nhở? Thì nhầm rồi anh em. Bây giờ thì mình sẽ đẩy sang bên kia. Bên kia vừa nãy mình thấy mấy cánh dù cơ. Đẩy sang đấy hốt luôn mấy ông còn lại anh em ạ. Bao nhiêu mạng là mình ăn tất. Vào mồm mình là coi như thế là hợp lý luôn. À đây này, chẳng đi đâu. Này thì chẳng này gặp luôn cho được việc. Việt Nam anh em ạ. Được thực sự nha. Thêm mạng nữa rồi. Thằng này có cây M4 này. Nhập cây M4 nữa cho nó hợp lý. Đấy, bắn nhau này. Được anh ơi. Mà từng đừng anh ơi. Để em ăn cho, đừng có bắn nhau. À có thằng chạy gần này. Chạy gần tới này. Nào. Đây đây, mình sẽ vòng vào trong kho để mình bắt cái thanh niên ở ngoài đấy. Đang nhảy. À bắn nhau này. Flare ra gun này. Còn tí nữa là có thính ăn rồi. Đây. À, chết luôn anh em ạ. Còn một cháu ở đây nữa. Thế là hai thanh niên này, hai team này đang băm nhau anh em ạ. Mình lại là người thứ ba rồi. Đây rồi. Nào thò ra. À chạy này. Lò ra lò do này. Chạy cũng đứng dậy mà chạy này. Đau lưng rồi bạn. À thanh niên này tuổi già sức yếu. Đau lưng này. Chạy không đứng hẳn dậy mà dậy. Ui cũng có vở le luôn. Được. Thế nào có hai cái flare luôn. Được thực sự anh em ơi. Đầu lại còn tiếng bắn. Mình sao mình hốt luôn anh em ạ. À chạy kìa. À chạy à. Để tự lựa đồ đã anh em. Vất bớt đi. À lại có một cháu chạy nữa này. À thế là ở đấy có mấy thằng? Hai thằng à? Hai hay một thì cũng ăn hết anh em ạ. À, vào chuồng bảo vệ à? Nào, thò ra. Vào chuồng bảo vệ. À, vào chuồng à? À, lại nhấp nhổ. Hello bác tài. À, chạy này. Ui trời ơi. Định mệnh tí nữa thì hết hồn anh em ạ. Mình cứ tưởng có một cơ. Lao vào tính nút đồ ai ngờ. Tí nữa thì lên bảng đếm số anh em ạ. Rồi, mình té thôi. Nút nốt anh em ạ. Mình vào trong bò, bắn cái thính nhở, hợp lý. Ok rồi. Như này là tạm ổn anh em ạ. Let's go. Đi rồi. Đây, mình vừa nghe tiếng bắn ở đây này. Đang trên đường đi bắn thính thì có ai đó, có bóng quang sáng ai đó nhộn nhịp dập dình qua nơi đây. Sẽ quyến rũ làm tôi quên mê say. What the hell? Phải cứ hát như quần què đúng không anh em? Đâu rồi? Mình không thuộc lời, mong anh em thông cảm. Hát thì rất là hay nhưng mà không có thuộc lời. Khốn nạn vãi trường. Đây, vừa lấy bắn. À, vừa nói xong bắn này. Bắn đè. Có xe. À, vào đây à? À, đây này. Đang lúc nhúc này. Này thì lúc nhúc này. Một thanh niên, một ông rồi. À ông này, sau máy cày à? Nào, thò ra. Sau máy cày này. Trời ơi coi. Đấp á. À lại chạy quay lại. Nào, nhảy vào mồm chứ còn nhảy đi đâu. Thế là hai ông ở đây rồi. Có tiếng tới. Thêm một ông. Nhảy nhót này. Ba ông, còn một ông ở đâu nữa? Gạt luôn ông này. Đâu rồi?
Thanh niên đâu rồi? Bỏ nhanh thế nhở? Đâu rồi? Có một ông nữa đâu? Nhanh nào, nhanh cho mình được việc. Anh mình nói thật với bạn luôn, bạn ra đi. Có tiếng ra thật anh em ạ. À, tạch tạch tạch. Nhử gà. Đúng nhử không? Hello. À không phải anh em ạ. Bốt, con này còn bốt, cứ tưởng là nhử mình ra. Thế là chỉ có ba ông thôi à? Buồn nhờ. X6 này thơm thế nhở? Đâu rồi? Kiểu gì chả phải con chứ nhở? Vô lý. Đâu rồi? Hello bác tài. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu ở đây này. Ra mà nhặt người yêu đi. Hello anh gì ơi. Anh gì không nghe thấy rồi. Như vậy là chỉ có ba ông ở đây thôi anh em. Ơ, đáng ra là mình phải được 10 mạng chứ nhở. Một mạng ở đâu ta? Một mạng ở đâu nhở? Có một... À đấy, ui giời ơi. Định mệnh. Hóa ra là thanh niên lấp vào đây. Trời ạ, à, lấp kín thế. Ok thì bây giờ mình đi luôn nha anh em. Không ở đây nữa. Tự đã. Làm miếng nước rồi té nha anh em. Mình vào bo bắn thính anh em ạ. Nhưng mà mình bắn tận hai cái thính nên không gặp thanh niên nào cả. Buồn. Ơ, có xác này. Hình như có người thì phải. Từ. Đúng mợ rồi. Có người anh em ơi. Bên kia. Mình vào chỗ một cái khu mình bắn hai cái thính lên. Và không có một ai tới cướp. Mỗi con boss anh em ạ. Lên là cái đoạn này nó hơi dài. Anh em thông cảm, mình cắt bớt đi. Chứ anh em xem nhiều cũng nhàm đúng không. Mình cắt bớt cái đoạn ấy đi. Kìa kìa. Bên chung cư vừa mình thấy. Mình thấy có thằng chạy ở lúc mình đi qua. Mình thấy. À đây này. Đây này. Ui, dễ vậy. Mỗi bạn thôi à. Ui, chơi game buồn vậy. À đâu, đồng đội của bạn ấy cũng hẹo rồi. Buồn thật sự anh em ạ. Mình đi nha. Như vậy là clear rồi. Mỗi thành niên. Tiếp tục thì cuộc săn người của chúng ta lại rong ruổi thôi. Nên là cũng phải gọi là quyết liệt thì anh em mới xem nó mới máu lửa được. Đây, lượn lờ như thế này mà không ai bắn này, hơi bị mệt nữa nha. Bắn nè. Làm tí cho con nó khỏe. Ôi, hai thằng chạy đồng kìa. Oh, hello. Ui dồi, chạy đồng. Đi đâu vậy? Anh đi đâu về? Mà tóc đầy me. Anh ngồi anh chải. Nghĩ gì mà vui quá. Ôi thật là buồn. Đồng đội đâu? Hai thằng mà. Một thằng nó chạy lên nè. Nhanh cho mình được việc. Đây, mình trèo vào đây. Hồi cam đồng đội của bạn ấy chạy sang cứu. Là mình kiểu như là hoa thơm, ta đánh cả cụm đấy anh em. Đánh cả cụm luôn. Cái khẩu M249 này cứ gọi là thay đạn nó phải mắc lâu anh em ạ. Làm điếu thuốc, uống thêm ngụm trà. Ôi dồi ôi, nó mới thay đạn xong anh em ạ. Có thể là ăn thêm miếng bánh nữa cơ. Đấy. Không ra cứu bạn này. Đồng đội đang đau bụng thế mẹ này. Ui, bây giờ thanh niên đồng đội đang bảo ui mày ơi ra cứu tao. Màn hình tao tối vãi rồi. Tối lắm rồi. Tối vãi cả đái rồi, ra cứu đi. Nhưng mà thằng đội không. Vẫn chưa thấy đâu anh em ạ. Vẫn chưa thấy lo do lên. Không mò lên. Đồng đội thì đang đau bụng thế mẹ ở kia. Sắp chết rồi kìa. Đến cứu đi trời ạ. À. Đến cứu đi. Anh gì ơi, anh bỏ rơi người yêu này. Mình nhảy ra đầu này đi. Ôi, không nhảy được à? Ủa, nhảy vào được sao không nhảy ra được? Vô lý thật sự luôn. Ô, sao lại hai thằng chạy, một thằng chết không cứu nhở? Vô lý thực sự anh em ạ. À, không thể nào mà tin nổi. Đây, bây giờ mình đẩy qua luôn. Rõ ràng mình nhìn thấy hai thằng. Mà tại sao chỉ có một? Đâu rồi? À, ui dồi ôi. Cái gì? Nguyễn Kim Huyền, Huyền Nguyễn Kim à? Hóa ra là AFK. Khổ thật sự anh em ạ. À. Nhưng mà vô lý nhở? Cái lúc mình đi xe tới thì mình nhìn thấy hai thanh niên này chạy mà. Hay là mắt mình quáng gà ta?
các quán gà mợ rồi anh em ạ. Hóa ra là một thanh niên AFK. Anh nhìn đau bụng thấy mẹ kia nhưng mà cố chờ đang AFK. Chắc là đang khóc, khóc ròng luôn ấy. Chờ đồng đội đến cứu mà đồng đội bỏ, gọi là chắc là đang bắn thì mẹ ganh, ăn ngay cái dép vào mồm, dép lào vào mồm. Thế là bỏ máy mất đấy thôi. Và thanh niên kỳ cái kết rồi anh em cũng biết rồi. Chết một cách đau bụng thấy mẹ mà chết thôi. Đã còn cách nào mà... À có súng này, có tiếng này. Úi dồi ôi M249 kìa. Căng thế nhờ, căng thực sự bạn ê. Đây 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 đây, bên kia, ui ui vẫn sấy này. Căng 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 căng, ui căng căng, ui căng 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 căng. Nào 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 nào, sấy đâu sấy. À, bò này bò này bò này. Bò này, ui dồi ôi, một cháu luôn. À này bò này, à này này. Này bò này, ui. Ô, thui rồi ơi. Người thứ ba xen vào trong cái gọi là cuộc tình này là Linh ATM. Thế là thôi, hai bạn hẹo luôn, hợp lý luôn. Thế là vừa lấy sấy chắc là lốc được nhau. Thế là mình đệm mỗi bạn một viên to bằng quả xoài vào đầu, ra đi một cách chóng vánh luôn. Thơm ngon hai mạng anh em ạ. 16 mạng rồi. Bây giờ còn 7 thanh niên nữa, ăn được 7 mạng nữa là 23 mạng. Ở hợp lý ta. Cũng được 20 kill là trên 20 kill là đăng clip là hợp lý rồi đấy anh em. Cứ phải bắn tầm hai mấy kill đăng lên anh em xem nó mắt mắt máy đúng không? Mình bắn cảm thấy mắt máy vô cùng. Xe nổ ở đây này. Ấy, gì đây? Bắn đâu đây? Ồ, quấy. À, trên đồi dồ hốc à? Nào, bạn thò ra mình cái. Mình cầm ốp đây. Bạn ơi, mình cầm ốp bạn ơi. À, vẫn khèo. Được bạn ơi. Hello anh giai. Khèo mình nãy giờ này. Khèo mình mấy viên rồi. Nhưng mà mình chưa thấy anh em ạ. Chưa thấy, chưa thấy. Đứng ở đâu nó bắn mình nhở? Đâu ta? Không thấy anh em ạ. Đứng chỗ nào ấy nhở? Thôi, tạm gác qua đi. Mình canh cái bọn ở trong này. Mình trong bo, bo mình cực đẹp. Chỗ mình cực đẹp luôn. Bên kia vừa lại... Ơ, bên kia đầu cầu. Vừa lấy thì bọn nó bắn nhau ở đây hai team. Mà bọn này thì chạy đi đâu được nhở? Đằng sau chỉ có một tiếng gẩy. Như vậy là mình đoán thì ở đằng sau chỉ có một thằng. Thế là còn 6 người nữa, 6 player nữa cơ. Hay là 6 sân chơi nữa thì không biết ở đâu anh em ạ. À đây này, lại lo do này. Lo do này, ui xịt rồi. Nào, lo do này, một viên. Lo do rồi, một viên nữa thôi. Được rồi, anh ơi, một viên nữa thôi anh ơi. Một viên nữa thôi là hai viên này. Trời ơi, đừng chạy mà. Một viên nữa thôi. Ui, đúng ở trên này. Á, à, tròi canh này. Tròi, ơi, ui, ui bấm xịt. Trời ơi, bị mệnh. Mình bấm xịt đút bắn vào đấy chứ. Tí thế nhở. Tí thì vặt được đầu thanh niên rồi. Á, à, vẫn trong bo này, hợp lý. Bây giờ mình canh cái thanh niên này chạy bo này. À, chạy đi, từ từ anh nhá. Thế là vừa nãy có một thằng lao do ở đây. Mình bắn trúng một viên rồi. Bực thực. À, chạy này, cháu này đang chạy. Ôi trời ơi, cháu ơi, bác là bác Linh này. Trời ơi, chạy đâu vậy? Hello anh hai. Hello anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này. À, chạy này, chạy này. Một viên này. Úi trời ơi, thơm 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 thơm. Áo hồng à, áo hồng cá tính này. Áo hồng cá tính này. Này thì áo hồng nữ tính cá tính này. Đấy, mình đoán không nhầm anh em ạ, chỉ có một tiếng súng nên là mình đã suy ra được là chỉ có một cháu thôi. Và cháu đã di ra đi một cách nhanh gọn lẹ. Hai viên ốp nó cứ ngọt sớt anh em ạ. Như vậy là còn 6 dân chơi nữa. Bo mình quá đẹp, đấy anh em thấy không? Chơi solo squad mà ăn được cái bo nó quá đẹp như này thì top 1 là trong tầm tay rồi. Cái bo như thế này thì làm sao mà đỡ được. Ở đây là bắn cả thế giới luôn. Tầm này không ngán bố con một thằng nào luôn. Không thấy nhở? Hơi mệt rồi đấy. Vừa nãy thế chạy, chạy như kiểu là chạy chạy như kiểu là đua xe vậy. Marathon vậy. Đâu rồi, chạy tiếp đi. Nhanh đi cho mình được việc này. À, chạy luôn này. Vừa nói xong là marathon này. Ui xịt rồi. Này chạy. Lại chạy này, ui, thanh niên cũng có ốp này. Đâu rồi? Ui,
không đứng im cho mình ngắm vào cái đầu cái. Mình chỉ xin bạn mỗi cái chóp chóp thôi, mình không xin nhiều, chỉ cần mỗi cái chóp chóp ở trên đầu là hợp lý rồi. Nhưng mà, ủa nhưng mà nó bắn ốp nó bắn ai nhở? Vô lý thật sự luôn. Bắn ốp bắn ai ta? Bắn về hướng bên phải thì có lẽ ở đâu được nhở? Rìa sông à? Không đúng. Rìa sông ngoài bo rồi. Làm sao mà đứng ngoài sông được nhở? Xem nào. Vẫn còn 5 dân chơi nữa cơ. Không thấy. Ủa bắn ai ta? Từ, mình đi dịch lên chỗ này. Nhưng mà bo mình mà, tội gì phải đi đâu. Mình đang định công sang anh em ạ. Nhưng mà không, mình nghĩ lại rồi, bo mình quá đẹp. Ui rồi ôi, trong bo này. Ui, thôi, bo này thì xác định rồi. Các bạn tập xác định rồi. Các bạn đã học toán chưa? Các bạn đã học đến cái bài tập xác định chưa? Đấy, trong trường hợp này là các bạn tập xác định rồi đấy. A hi hi. Đâu ta? Vẫn không thèm bắn nhau anh em ạ. Để mình đứng ở đây hơi lâu rồi đấy. Mình chờ các bạn hơi lâu. Đây này. Chạy này. Ui, cằn thế mà vẫn xịt. Chạy này. Ui dồi ôi. Hai viên. Từ từ bạn ơi. Cho mình xin một viên. Nói nhiều này. Đã bầu rồi. Cho mình xin một viên không xin. Bạn này ăn tận hơn 50 viên của mình. Bạn đứng im có phải là bạn chết một cách thoải mái không? Đấy, bạn thấy không? Bạn đứng im thì một viên thôi là bạn không gọi là biết được sự đời gì rồi. Bạn chạy thế. Mình xấy cho bạn 50 viên vào mồm. Ăn 50 viên mà nó còn đùm vào người như thế thì... Ui ôi, được, có ốp. Thì còn gọi gì là mồm nữa. Bắn ốp ở đâu vậy? Đanh thế nhở? Tiếng ốp nghe nó cứ đanh phê lòi anh em ạ. Đầu ta. Bắn ở ngay trên này mà không thấy. Vô lý thực sự. Vẫn dã nhau kìa. Úi, vừa bắt được một thằng nè. Úi, thế là còn 3 người chơi nữa thôi. Đâu rồi? Bo này thì chắc chắn là các bạn đã chết rồi. Chỉ có một mình ở trong một căn... À đây này. Đây này. Úi, vẫn xịt anh em ạ. Vẫn xịt. Úi ơi, vẫn tạch luôn. Tạch này. Ui sổi ôi, một pha căn đầu đỉnh cao anh em ạ. À đây này. Đây này. Ui ngon. Nốc rồi. Hai thằng. Ui ôi, lại bị ấm xịt. Một viên. Gạt luôn anh em. Gạt luôn. Hai viên. Ủa. À. Này thì chạy này. Phát vừa rồi là mình bắn vào thanh niên đang cứu. Nào. Ui lại cứu nhau rồi. Từ. Đây. Hợp lý. Chạy ra cái cốc cây này là bắt được góc này. Chưa thấy. Chạy phải ra hẳn chỗ này. Nào. Cứu đi. Cứu nhau này. Nốc tiếp. Tiếp tục. Ôi xịt này. Đậu má con cá. Xịt nữa này. Lại bắn vào người thằng đang cứu. Xịt nữa này. Gạt luôn. Ui hết. Trời ơi hết đạn ốp rồi. Còn một thôi. Thôi bạn chết chắc rồi bạn. Bo mình cơ mà. Bo này thì anh em thấy không? Cái vòng bo như này thì mình gọi là đứng chơi cũng top 1. Anh em thấy không? Bây giờ bắt buộc nó phải bơi qua. Thì làm sao nó chạy được? Không thể nào mà chạy được đấy. Cái bo ở trong solo squad nó lợi lắm anh em. Vòng bo là quyết định tất cả. Vòng bo cuối quyết định tất cả. Thôi rồi, ta đã xa nhau. À, thanh niên cầm ốp đấy. Mình không chơi. Đấy, mình biết ngay mà. Mình không chơi. Nào, to ra. Mình không chơi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Vì cái gì đấy thì mình không thuộc. Nhưng mà mình không chơi mấy bạn. Thế nhá. Đấy, bây giờ bo này. Ôi, chạy bo này. Ê, đừng con láo. Ê. Ôi, chạy làm sao được. Anh em thấy không? Bò như thế này thì không top 1 thì thôi xóa game. Ok, mình cũng đã hoàn thành xong cái trận solo squad với tổng số mạng là 21 kill. Cũng khá là gắt. Trên 20 kill là hợp lý rồi anh em. Nếu anh em thấy hay hoặc là thích cái series solo squad của mình thì anh em đừng quên để một like, một đăng ký kênh
Và nếu có mình ý kiến anh em muốn mình làm về nội dung gì ở phía bên dưới nha, mình sẽ đọc hết nha. Ok, bye anh em và hẹn anh em lên clip tiếp theo. Bye bye.